Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tính bất chính danh của đảng Ngày 20 tháng 3, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận tính bất hợp pháp của lãnh đạo khiến Việt Nam luôn che giấu mọi chuyện của tác giả Trần Hiếu Trân. Tác giả cho rằng đám dân đen, con đỏ dưới chế độ độc tài toàn trị hiện nay ở Việt Nam chẳng liên quan gì đến hơn 200 ông bà gọi là ủy viên trung ương đảng và hơn 500 vị mang danh đại biểu nhân dân tỏa kháng tại Tòa nhà Quốc hội ở Ba Đình, Hà Nội. Theo tác giả, điều đó khiến đảng luôn phải giấu đầu hở đuôi trong những việc liên quan đến lãnh đạo cấp cao. Cụ thể gần đây là vụ phế trước Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thâu giữ chức Chủ tịch nước và các chức vụ khác. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Tác giả nhận xét câu chuyện cách đây hơn một năm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hầu như tái hiện y chang với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng sẽ bị trút phế kể từ ngày 22 tháng 3 và sẽ chính thức về quê từ ngày 1 tháng 12 để ráng làm người tự tế như mong ước trước đây của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tác giả Mỹ Mai hãy chờ xem trong phát biểu gan ruột cuối cùng của ông Thưởng có từ chối tội lỗi như Nguyễn Xuân Phúc hay không. Bởi theo một nguồn tin rò rỉ từ Văn phòng Trung ương Đảng thì Thưởng mắc 3 tội tài định, dính liễu lâu và sâu với tập đoàn Phúc Sơn với vua không ngai Nguyễn Công Khế và từng có quan hệ trên mức tình cảm với cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và một danh ca nổi tiếng khác ở Nghệ An. Vẫn theo tác giả, không ngẫu nhiên đúng ngày 20 tháng 3, đảng cho công bố việc khởi tố bắt tạm giam 15 bị can, kêu gọi khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm, thiếu mỗi điền tên Võ Văn Thưởng vào cho đủ 16 can phạm. Và đây là hình chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tác giả nhận định Nói cho cùng, tính chính danh của những người đứng đầu hàng trăm quan chức nói trên, thậm chí còn thua xa cả tính hợp pháp cưỡng đoạt của Tổng thống Putin, người vừa đắc cử từ nước Nga, xa xôi mà gần gũi. Tác giả bình luận, chẳng phải ngẫu nhiên mà ông tổng trọng nhanh nhẩu trên phần võ văn thưởng để gửi điện chúc mừng kẻ độc tài đàn anh. Nhưng tổng trọng đủ khôn lanh, không cho phép công khai nội dung bức điện ấy trên truyền thông nhà nước, tránh để thế giới biết về một mạch ngầm đang kết nối giữa ông với ông Tập, hoàng đế suốt đời và Kim, lãnh tụ kính yêu. Tác giả đánh giá, do tính bất chính danh nên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thường hành động không giống ai. Vừa qua, Hà Nội có thể sẽ được ghi danh vào Jones Lễ Tân như một thất thố tệ hại nhất trong lịch sử ngoại giao nguyên thủ trong vụ hủy chiến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan. Tác giả đặt vấn đề, có bao giờ đảng Cộng sản Việt Nam tự đặt cho mình câu hỏi, tính chính danh bắt đầu từ đâu? Và đây là hình những cuộc bầu cử giả mạo do đảng tổ chức. Với não trạng độc tài toàn trị, bất cứ ai dám nêu vấn đề ấy ra, dù bất kể ở đâu, trong tổ chức đảng hay ngoài xã hội, thay vì tìm hiểu căn nguyên vấn đề, đảng lệnh ngay cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm áp dụng điều 117 và 311. Tác giả cho hay, hồi còn giữ chức bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng có lần tuyên bố, hội triết học phải trở thành mái nhà chung của các thế hệ những nhà nghiên cứu, giảng dạy triết học của cả nước, cái nôi vung đắp, bồi dưỡng để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới là nơi tham gia tổ chức các diễn đàn học thuật uy tín về triết học cả trong và ngoài nước. Chui cha, thưởng phạm húy rồi, thế còn triết học mát lê và tư tưởng Hồ Chí Minh thì định cất ở đâu? Tác giả cảm thán, giá như vì vụ này mà thưởng bị kỷ luật từ hồi ấy thì sau khi quay lại là bờ, con sáo thưởng còn có cơ sổ lòng bay xa. Còn bây giờ Nguyễn Phú Trọng ưu ái cho thưởng không phải vào nhà đá đã là ơn mưa móc lắm rồi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tính bất chính danh của đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người Cuba biểu tình do thiếu điện và lương thực, chính quyền tố Mỹ can dự. Ngày 19 tháng 3, AFI tiếng Việt loan tin, Cuba tố Mỹ can dự vào các cuộc biểu tình. Theo đó, vào ngày 18 tháng 3, Cuba đã triệu đại diện ngoại giao Mỹ ở La Habana để phản đối về sự can dự của Mỹ sau nhiều cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Tuy nhiên, Washington đã phủ nhận lời cáo buộc này. AFI dẫn một hãng tin Pháp cho hay, trong một thông cáo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernand de Crossio đã chuyển công hàm đến đại diện lâm thời Mỹ Benjamin Schiff nhằm phản đối mạnh mẽ sự can dự và những thông điệp vu khống từ chính phủ Mỹ, cũng như là từ Sứ quán Mỹ ở Cuba liên quan đến chuyện nội bộ của Cuba. Và đây là hình bản tin trên AFI. Trước đó, AFI cho biết Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodrigo đã hối thúc Washington không nên xen vào chuyện nội bộ đất nước sau việc Đại sứ quán Mỹ ở Cuba đăng một thông điệp trên mạng xã hội X kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng các quyền của người biểu tình và đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân Cuba. Theo AFI, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vidal Patel đã bác bỏ những cáo buộc phi lý của Cuba và khẳng định rằng những gì diễn ra là một sự phản ánh tình hình thảm hại đang ngự trị trên đảo. Vẫn theo AFI, cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 17 tháng 3 quy tụ hàng trăm người tham gia tại Santiago, thành phố lớn thứ hai ở Đông Nam Cuba, là một tập hợp lớn nhất kể từ năm 2022. Một điều kỳ lạ là, khác với cách phản ứng truyền thống của đảng, là im lặng trước những sự kiện như thế này. Lần này, truyền thông Việt Nam đưa tin khá sớm. Báo tuổi trẻ ngày 18 tháng 3 đăng bài, Người dân bất bình vì thiếu điện và lương thực, lãnh đạo Cuba lên tiếng trấn an. Và đây là hình ảnh người biểu tình ngày 17 tháng 3 năm 2024, cắt từ video. Tuổi trẻ dẫn lại tin từ một hãng thông tấn nổi tiếng quốc tế cho hay, những người biểu tình ôn hòa ở Cuba hô vang điện và lương thực. Đây cũng là một điều lạ lẫm khi báo chính thống gọi một cuộc biểu tình chống một nhà nước cộng sản là ôn hòa. Báo Tuổi trẻ cho biết Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với nền kinh tế suy thoái 2% trong năm 2023, trong khi lạm phát tăng 30%. Tình trạng mất điện kéo dài, thiếu lương thực, thiếu nhiên liệu và hàng hóa cơ bản thường xuyên xảy ra. Và tất nhiên, tuổi trẻ đổ lỗi cho lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Đây không phải lần đầu tiên người dân Cuba xuống đường phản đối chính phủ. Ngày 8 tháng 5 năm 2023, BBC Tiếng Việt cho hay, xảy ra biểu tình chống chính phủ tại miền đông Cuba. Theo đó, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân tại thị trấn cảng Caymanira gần căn cứ quân sự của Mỹ ở Guantanamo đã đổ ra đường biểu tình vào tối ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023. Và đây là hình cảnh sát chống bạo loạn trên đường phố Cuba vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Các video cho thấy cảnh người biểu tình ở một làng chài gần vùng phía đông của hòn đảo này, hô vang thông điệp chống chính phủ và kêu gọi đòi tự do. Theo BBC, căng thẳng đặc biệt dân cao tại Cuba vào tháng 4 năm 2023, khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng đã gây áp lực lên hệ thống giao thông công cộng, phát điện và cung cấp thực phẩm. BBC nhận xét các cuộc biểu tình tại Cuba dù cực kỳ hiếm xảy ra nhưng đã bùng phát bất ngờ, thường xuyên hơn trong những năm gần đây khi đảo quốc này bị tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế xa hơn vào năm 2021, tại Cuba đã diễn ra một cuộc biểu tình chống chính quyền và đảng Cộng sản Cuba. Cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 do tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trong đại dịch Covid-19 và kéo dài đến ngày 17 tháng 7, với một cuộc meeting lớn hơn 100.000 người tham gia tại La Habana. Tới ngày 14 tháng 7, đã có ít nhất một người chết trong cuộc biểu tình này và ít nhất 710 người Cuba đã bị bắt buộc tội và cách án tù dài hạn sau đó. Đây được miêu tả là cuộc biểu tình chống chính quyền lớn nhất tại Cuba kể từ năm 1994. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Cuba biểu tình do thiếu điện và lương thực, chính quyền tố Mỹ can dự. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới